Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Như đã hứa ở video trước thì video lần này Bin sẽ dạy full ca khúc How You Like That mới nhất của Blackpink. Bin rất là mong là thông qua video của Bin thì mọi người sẽ có thể bài này nha. Do là thời lượng video khá dài cho nên là Bin sẽ chia thành hai phần. Phần 2 thì Bin sẽ để ở cuối video. Ok, trước khi vào học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ nhấn follow Instagram của Bin cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Hai lần như thế này. Blackpink in your area. Sau đó mình sẽ kéo về và thả tay xuống như thế này. Ok, lại nha. Blackpink in your area. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sau đó mọi người bỏ 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Rồi mọi người đứng dậy. 1, 2, 3. Đánh phần vai chủ dùng. Hấp. Lướt. Lướt. Và đẩy tay lên. Ốc. Đứng dậy. Ok. Rồi mình sẽ đếm lại. 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 và tay sóng qua một dòng. Lướt lên và up. Sau đó mọi người đứng dậy. Ok. Rồi câu thứ hai. Come. Come. Tay dòng vào trong. Hả. Ok. Come come. Ta da. Ta ta ta. Boom. Ok. Đặt tay. 1, 2, 3, 4. Kiss and goodbye. Kiss and goodbye. Rồi sau đó mọi người bỏ 3 nhịp. Rồi sau đó mọi người bỏ 2 nhịp. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. No. Hana. 2. Set. Là mình phần tay thì mình sẽ đặt và mở số 3 ra. 1 nè. 2 là dỡ lên số 1 và đặt qua số 2, số 3. Ok. Rồi mọi người đưa lên. 5, 6, 7, 8, 1. Ok. Mình sẽ đếm lại một lần nữa nha. Come, 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 come. Touch to the sky. Đặt boom, boom. Boom, boom. Kiss and goodbye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, hana, two, set. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đếm nhạc nha. Phần điệp khúc kéo 1, 2, 3 up. Ok, phần tay mình sẽ đặt lên. Phần điệp khúc này thì Bin đã hướng dẫn rồi cho nên là Bin sẽ đếm sơ một lần. Bin sẽ có để link ở cuối video. Cuối video các bạn nào có thể muốn học kỹ hơn phần chorus thì chúng ta có thể kéo xuống cuối video để lấy link nha mọi người. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2 và 3, 4. Hấp,
hấp, kéo, chùm chùm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phần này thì nó có khác một chút xíu. Mình sẽ nhúng cái phần chân lại. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How you like that? That, that, that. That. Ha, ha, ha. Và lướt. Sự. Mọi người có thể lướt bên đây hoặc ở bên đây đều được nha. Hừ. Sau đó mọi người sẽ nhảy. Look at you, now look at me. Ha. Look at you, now look at me. Ha. Look at you, now look at me. How you like that? Ha. Hừm. Và hừm. Hừm. Và hừm. Ok. 1, 2, 3, 4. How you like that? Ok. Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ làm tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng qua phần 2 nha.